Ở trường quay chúng tôi xin giới thiệu ông Vũ Quang Thọ, viện trưởng Viện Công nhân Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị vừa công bố một nghiên cứu về vấn đề này. Thưa quý vị, bây giờ là hai câu chuyện của người lao động phải nghỉ việc dù còn tuổi và còn sức lao động. Mỗi người nghỉ việc trong một hoàn cảnh khác nhau, song đều là không hề mong muốn. anh Biên vừa mới bị doanh nghiệp đơn phương chấm dứt hợp đồng sau 28 năm công tác. Anh là một trong 31 người vừa mới bị thôi việc vì công ty cơ cấu lại và bỏ luôn một đội vận chuyển. Chấm dứt hợp đồng thì 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 người ta bồi thường là một tháng lương nhưng mà nó ép từ chú là chỉ được nhận được nửa tháng lương. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công ăn việc làm thì nói là bố trí sang công ty khác nhưng mà thực chất ra thì từ chú một số anh em sang bên đó thì cũng không chưa có lương Ừ. À, chưa chưa có việc làm Người ta cũng bắt uh, anh em lái xe này đi làm Cái phụ việc, việc này, việc kia nó cũng không phù hợp Câu chuyện của chị Xuân thì lại không hẳn như vậy Không bị trực tiếp cho thôi việc Nhưng chị thường bị doanh nghiệp chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia Phát chán vì nhiều năm chỉ làm một việc Mà lương bị giảm Chị xin thôi việc Năm nay chị mới có ngoài 40 tuổi Đa phần người lao động bị sa thải mềm thường rơi vào đối tượng trên 35 tuổi, phần lớn là nữ và làm những công việc giản đơn. Người lao động có thâm niên thì lương cao hơn, thưởng cao, chế độ xã hội, phúc lợi đều hơn hẳn người lao động mới. Trong khi đó, năng suất làm việc, độ nhanh nhạy lại thua kém đội ngũ trẻ tuổi. Vì vậy, để tiết giảm chi phí thì doanh nghiệp buộc phải tiết giảm lao động. Bằng nhiều cách khác nhau, doanh nghiệp đã ép buộc người lao động lớn tuổi phải thôi việc, thậm chí tự viết đơn xin nghỉ việc nhiều chuyên gia lao động vẫn gọi đây là sa thải mềm, tức là loại trừ lao động không gia tăng được năng suất, giảm được chi phí lương, các khoản đóng bảo hiểm. Lợi ích của doanh nghiệp được đảm bảo, nhưng gánh nặng an sinh đã đẩy sang cho xã hội. Thưa ông Vũ Quang Thọ, những câu chuyện như vừa rồi thì không phải là hiếm. Vậy kết quả nghiên cứu vừa rồi của của Viện Công nhân và Công đoàn thì cho thấy cái nguy cơ bị mất việc như thế nào đối với những lao động trên 35 tuổi? À, tôi thấy cái phóng sự ở trên uh, truyền hình đấy cũng đã phản ánh một phần những điều mà chúng tôi đã gặp trên cái uh, thời gian chúng tôi đi khảo sát. Đây là cái mà đang đặt ra một cái nguy cơ lớn cho thị trường lao động Việt Nam. Mà cái con số 35 tuổi ấy, là con chúng tôi tính trung bình thôi, chứ thực ra có những lao động chỉ có 27, 28 tuổi đã nghỉ rồi. Tức là làm được khoảng gần chục năm là nó thay 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 thế lao động chúng tôi hay dùng cái từ là thay máu đấy ở trong doanh nghiệp đấy mà cái này là chủ doanh nghiệp hay dùng cái biện pháp như thế này nhưng mà không phải chủ doanh nghiệp đứng ra trực tiếp làm mà là chủ doanh nghiệp đặt ra cái yêu cầu như thế và bộ phận nhân sự sẽ làm và người ta tìm mọi cách đặt ra đối với người lao động những cái ví dụ như là thay đổi một cái quy trình công nghệ người lao động không thích ứng được thì nó cho rằng là anh không thể đảm đương được hoặc yêu cầu một cái công việc với một cái mức lao động cao lên người lao động cũng không đáp ứng được người ta cũng cho rằng là đây là phải thay thế và rất nhiều những trường hợp khác và tôi cho rằng là cái phóng sự vừa nãy đấy là phản ánh một phần thôi một phần trong những cái của thị trường lao động Việt Nam và như vậy thị trường việt lao động Việt Nam đang đứng trước một cái vấn đề mờ thị trường của các nước phát triển đã từng trải qua cách đây hơn trăm năm hoặc 200 năm đó là thời kỳ tư bản chủ nghĩa thời kỳ tư bản chủ nghĩa cũng có một thời cũng có một giai đoạn đó là lao động bị sa thải mà sa thải từng mảng và từng loạt cơ chúng tôi hay quen gọi là đổ vỡ của thị trường lao động cái ấy. thực trạng hiện nay đã có thể gọi là bị sa thải hàng loạt và từng mảng được chưa theo cái con số mà chúng ta nghiên cứu à chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ Việt Nam chúng ta đang đi vào cái giai đoạn mà sa thải từng mảng và từng loạt và đây nó là cái báo động cho thị trường lao động Việt Nam. Mảng nào hiện nay đang báo động nhất ạ? Tôi nghĩ rằng là đó là những loại doanh nghiệp ở trong những khu công nghiệp mà sử dụng nhiều lao động. Đây là một loại. Tôi lấy ví dụ như dệt may chẳng hạn, da dày chẳng hạn. Đây là một cái hoặc là chế biến thủy hải sản là những cái loại công việc mà những cái loại doanh nghiệp mà sử dụng nhiều lao động. Và họ sẽ dễ dàng thay máu cách thử dễ sự. dàng thay máu và dễ dàng thay đổi một cái loại lao động mới vào và thời gian huấn luyện không cần cao. Cái xu hướng này cái thông tin này có phải là đã là đáng lo ngại đối với thị trường lao động Việt Nam hay chưa khi mà chúng ta thấy rằng chúng ta khá yên tâm với tỷ lệ thất nghiệp không phải là cao. Có thể, có thể chị thì như thế và một số người cũng nói với tôi như thế nhưng về phía nghiên cứu của chúng tôi chúng tôi cho đây là một cái cái báo hiệu, cái báo hiệu không tốt cho thị trường lao động Việt Nam. Bởi vì thị trường lao động chúng ta giàu cái lao động tức là nhiều đấy, cái loại lao động mà trẻ khỏe nhưng mà không có trình độ. Chúng ta hay gọi là lao động giá rẻ đấy. Thì lao động giá rẻ hiện nay không còn là ưu thế nữa của thị trường lao động Việt Nam nữa. Vài ngày nữa cái cách mạng 4.0 nó sẽ vào Việt Nam. Mà vì thế cho nên cái lao động giá rẻ sẽ không còn không còn cái ưu thế của Việt Nam nữa, không còn là lợi thế nữa. Vâng. À, có lẽ là cũng xin xin nói rằng là không phải vài ngày nữa cách mạng 4.0 vào Việt Nam mà thực tế cũng đã đang thâm nhập vào đời sống lao động và sản xuất ở Việt Nam. Chúng tôi xin nhắc lại một số thông tin về lao động trẻ ở Việt Nam. Cả nước có hơn 6 triệu lao động từ 18 đến 30 tuổi làm việc trong các khu công nghiệp. Nếu theo kết quả khảo sát về xu hướng sa thải như trên vừa trao đổi, thì chỉ khoảng trong 10 năm nữa sẽ có khoảng từ 2 đến 3 triệu người bị đào thải trước tuổi nghỉ hưu và phải quay trở về quê nhà làm nông nghiệp hoặc lao động tự do. Ờ, tại Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã lên danh sách khuyến khích và hỗ trợ tiền cho công nhân làm việc trên 15 năm nghỉ việc trước tuổi kết quả khảo sát này cũng chỉ ra rằng là lao động tuổi càng cao thì nguy cơ thất nghiệp càng lớn, nhất là tại các đơn vị sử dụng lao động phổ thông. Tiếp tục trao đổi với ông Vũ Quang Thọ, ông nghĩ nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là gì ạ? Nguyên nhân chính khi chúng tôi đi khảo sát chúng ta thấy một là nguyên nhân bởi người lao động Việt Nam. Chúng ta có cái trình độ không thích ứng được với cái yêu cầu mới này. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa đó là chủ doanh nghiệp cần phải thay đổi lao động, cần phải thay thế lao động có thay thế nó mới kiếm được lời nhiều hơn. Tôi nói tới gần như 100% các chủ doanh nghiệp đều phải kiếm lời trên cái số lao động mà đang sử dụng. Mà muốn kiếm được lời thì nó phải thay thế cái lao động bằng một loại lao động trẻ hơn, khỏe hơn nhưng mà cái trình độ thấp hơn, lương à, thấp hơn. tôi tôi cứ nghĩ là mình đặt vị trí là người chủ lao động thì mình thấy rằng người lao động lâu năm họ có cái giá trị đó là kinh nghiệm, mình không phải đào tạo và thứ hai là sự gắn bó. Tại sao uh, nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sàng đánh đổi điều này lấy lao động trẻ ạ? đấy chính là cái mà các chị các chị mà cũng giống như một số cán bộ của chúng tôi vẫn nghĩ rằng là phải làm như thế thì mới đúng nhưng thực tế ở ngoài các doanh nghiệp họ không làm như thế họ cần là cần lao động mới trẻ hơn khỏe hơn nhưng mà huấn luyện thì không tốn kém nhiều chỉ một hai tuần thôi là có thể bởi làm thế. vì bởi vì cái kỹ năng họ yêu cầu rất là đơn giản chính đúng xác không? đấy và lương thì thấp và thế là và một cái nữa là lao động trẻ mới vào dễ bảo hơn và không có đe dọa đình công họ thích như thế và có lẽ một phần nữa cũng là cái chi phí uh, chi phí uh, bảo hiểm nữa chính xác đúng không ạ chi phí bảo hiểm cho lao động tất năm, tần tật là... những cái đều chủ doanh nghiệp đều tính vào chi phí hết chị để tính toán ông có nghĩa rằng là ông có nghĩ rằng là bây giờ thì như vậy chúng ta lao nhân công giá rẻ đã tay nghệ thấp đã bộc lộ cái cái điểm yếu chết người đúng đấy à, là bây điểm giờ, yếu ừ. nhất là khi mà ừ. máy móc tự động hóa đang thay thế đúng không phải đã nữa mà đang à, không phải sẽ nữa mà đã và đang thay thế cho nhân công giá rẻ chính xác và tôi cho rằng là cái nhân công giá rẻ chúng ta không còn là ưu thế nữa và thậm chí sắp tới khi mà cái tình trạng sa thải như thế này ấy, nó sẽ trở thành gánh nặng cho những người giải quyết cái hậu quả của thị trường lao động việt nam ông có nghĩ là cái xu thế này nó sẽ ngày càng ngày càng nghiêm trọng hơn không tôi nghĩ rằng là hiện nay với cái trình độ đào tạo với quy mô đào tạo và đặc biệt chất lượng đào tạo như thế này thì có lẽ trong tương lai cái sa thải nó sẽ dẫn ra nhiều hơn và tôi đã nói với anh em đi khảo sát cùng với tôi đấy. Đó là tình trạng tan vỡ từng mảng của thị trường lao động Việt Nam sẽ diễn ra. Sẽ diễn ra. Vâng. Ừ. Tiếp tục câu chuyện của anh Biên và chị Xuân, à, hai người công nhân phải nghỉ việc từ phóng sự mà quý vị đã xem ở đầu chương trình. Giờ họ đều không thể tìm được việc làm khác, phải quay về làm nông hoặc lao động tự do. Phải còn đến 8 năm nữa mới đến tuổi hưu. Nhưng nay anh Biên không thể đi xin việc mới Chỉ ở nhà và phụ việc thêm cho quán cà phê nhỏ của gia đình Còn chị Xuân, ở tuổi 43 Sau khi thôi việc, chị trở về với khoản bảo hiểm xã hội Một lần đủ để mua một đôi trâu và ít gà vịt chăn nuôi Về tay trắng không có cái gì nữa, không thể theo tiếp được là vì điều kiện quá khó khăn nuôi các cháu ăn học vất vả vậy là sau bao năm thoát ly nông nghiệp Nay, người nông dân này trở về làm nông dân hoặc lao động tự do, nhưng không còn một khoản đề dành đảm bảo nào cho hàng chục năm sau này. Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế, thì số lượng người lao động làm những công việc trong lĩnh vực không chính thức ở Việt Nam chiếm tới 68% tổng số việc làm ngoài nông nghiệp, tức là thuộc hàng cao nhất thế giới. Thương Vũ Quang Thọ, những người mà bị sa thải như là như là anh Biên, như chị Xuân sẽ hầu như là về làm lao động tự do. Vậy thì cái khối lượng lao động tự do ở Việt Nam sẽ tăng lên nhanh chóng với cái đà này đúng không ạ? Chính xác và như thế là nó sẽ bổ sung vào cái lực lượng lao động phi chính thức và nó sẽ làm cho cái lực lượng lao động phi chính thức sẽ phình to ra. Trong khi đó cái xu hướng phát triển của thị trường lao động thế giới là cái lao động phi chính thức phải là giảm đi và cái lao động chính thức ấy sẽ ngày càng tăng lên. Thì mới là đúng. Mà tôi hiểu là chính vì cái lực lượng lao động phi chính thức lớn như vậy cũng đang là nỗi đau đầu và cần giải quyết của Việt Nam. Đúng, nó là cái cần phải giải quyết không phải chỉ còn từng bộ ngành nữa mà cả nhà nước phải lo. Và tôi cho rằng đây là vấn đề của quốc gia, vấn đề đại sự chứ không còn là vấn đề nhỏ lẻ của thị trường nữa. Hình như cũng chính là vì lao động phi chính thức nhiều như vậy nên điều đó chính là kéo giảm cái năng suất lao động Việt Nam luôn luôn thấp và hiện nay chúng ta còn thấp hơn cả so với hai nước bạn ở Đông Dương ừ, là đúng. Lào và Campuchia. Đúng. Nói... Tôi cũng nghĩ như thế. Có đó. lẽ nó là một trong những cái nguyên nhân để góp phần vào kéo giảm cái năng suất lao động của Việt Nam. À, chúng ta có thể làm gì để điều chỉnh à, kéo lại cái xu hướng không có lợi này rất là bất lợi này? Tôi nghĩ rằng là đây là vấn đề lớn. Tôi với chị cũng phải thừa nhận và nó đang là một xu hướng sẽ ngày càng tăng lên ở Việt Nam và cái tình hình đổ vỡ của thị trường lao động từng mảng này này sẽ sẽ càng ngày càng diễn ra với quy mô lớn hơn nhất là khi cách mạng 4.0 tràn vào Việt Nam và vì thế cho nên những cái loại lao động mà thiếu tay nghề như tôi và chị vừa xem đấy nó sẽ ngày càng nhiều hơn và phải đẩy ra khỏi cái dây chuyển sản xuất như thế thì chúng ta phải lo ngay đến cái chỗ này đó là vấn đề an sinh xã hội đó là trong đó là vấn đề việc làm tiếp theo bởi vì người ta mới chỉ khoảng 28-30 thôi. Người ta còn phải sống mà còn phải sống người ta phải làm và vì thế chúng ta phải lo lo ngay việc làm cho người ta thứ hai nữa là lo toàn bộ cái hệ thống bảo hiểm an sinh xã hội giúp cho người ta rồi cái hệ thống đào tạo nghề để thay thế cái nghề trước đây họ đã quen làm bây giờ không phù hợp nữa và một cái nữa đó là chúng ta phải lo cho con người ta nữa chứ không phải chỉ người ta và gia đình nữa đấy là những cái mối lo rất lớn và mối lo này không phải chỉ tôi và chị hoặc là một vài tổ chức đứng ra lo mà cả nhà nước phải lo chính phủ phải lo vâng đó là câu chuyện uh, tôi cũng rất đồng ý với ông đó là câu chuyện lớn hơn là, là là câu chuyện của một bộ phận người lao động hay là nỗi lo ở lứa tuổi nào hoặc là một, uh, lao động nữ hay lao động nam ở trong lĩnh vực nào tuy nhiên bây giờ một câu hỏi cũng rất thiết thực đó là lời khuyên của ông đối với các lao động ở cái lĩnh vực mà tay nghề thấp ở các cái công xưởng như chúng ta vẫn thấy và họ đang chuẩn bị ở cái độ tuổi mà dễ bị sa thải như xu hướng vừa rồi họ cần làm gì để có thể bảo vệ mình tránh bị sa thải Câu hỏi của chị quả là rất là khó chứ không phải dễ đâu. Trả lời được câu ấy thì có lẽ là là sẽ làm một cái ví dụ như thay thế là bộ trưởng bộ lao động chẳng hạn, nhưng mà không thể không trả lời được. Bởi vì tôi nghĩ rằng là có lẽ cái cần làm đối với những người lao động như thế phải nhanh chóng tự tích lũy tay nghề hoặc là tìm cách để mà học một nghề nào thích ứng với một cái công việc anh đang làm hoặc công nghiệp sắp tới này để có thể còn kéo dài được công việc mà anh ta làm cho hết cái cuộc đời của anh ta. Vì cuộc đời còn lại là còn 2 phần 3 thời gian nữa chứ không còn là chỉ là thời gian ngắn. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống an sinh xã hội đặc biệt là vấn đề bảo hiểm xã hội phải hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó là bảo hiểm thất nghiệp. Người ta còn gọi là bảo hiểm việc làm đấy. Hoạt động hiệu quả hơn để khi những người này mà rơi vào thất nghiệp thì còn có chỗ trang trải cho người ta để người ta có thể thay đổi đi học tự đi học nghề để người ta có thể tự lo cuộc sống của họ chứ không thì cái gánh nặng về mặt xã hội sẽ càng ngày càng nhiều lên ở thị trường việt nam Tôi cũng hình dung rằng là có lẽ cũng sẽ có những cần cần những cái khóa đào tạo hoặc những lớp đào tạo hỗ trợ uh, nghề mới cho những người mà họ không còn phải lứa tuổi mới bắt đầu gia nhập thị trường lao động, những người ở lứa tuổi 30 hoặc hơn thế nữa để có thể chuyển đổi nghề nghiệp một cách. Vâng hơn. đúng, chúng tôi cũng nghĩ đến cái phương án như thế và cái đấy là cái cần phải cần phải làm và làm ngay, làm ngay để cho những người lao động này có thể thích ứng được với thị trường lao động đã thay đổi rồi. Và một lần nữa cảm ơn ông Vũ Quang Thọ đã chia sẻ công bố cái kết quả nghiên cứu của đơn vị của ông cũng như những cái nhận định ban đầu từ kết quả nghiên cứu này. Thưa quý vị đúng là người Việt Nam mình không thể dựa mãi vào nhân công rẻ để làm gia công cho nước ngoài. Nếu theo những gì mà chúng ta thấy vừa rồi thì đây không còn là lợi thế nữa. Câu nói đấy đã xưa mất rồi mà là sự bất lợi toàn diện cho cả nền kinh tế và người lao động của chúng ta. Và đúng là như chuyên gia vừa nói thì đây không phải là vấn đề của một số người lao động ở lứa tuổi nào, nỗi lo của ai mà là nỗi lo của cả quốc gia. Cần tìm hướng đi phù hợp cho người lao động Việt Nam dựa vào sở trường, sở đoản của chính người Việt Nam. Vấn đề hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại.